Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà của Phước để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Chào em. Chào anh Tấn, chào anh chị em trên mọi miền đất nước. Em Phước ở ấp 1, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em có diện lô tứ quý 20 cây với còn lại mấy cây mai vàng với bông giấy. Xin giao lưu với anh chị em. Số điện thoại của em thì em để tên tiêu đề, cũng là số Zalo luôn. Phôi là em ship toàn quốc. Rồi, bao ship toàn quốc ha. Rồi, cây tứ quý số 1. Rồi, cây tứ quý số 1 nha quý vị. Mình cho cái chiều cao trước ha. Chiều cao 1 mét. Rồi, cao 1 mét nha quý vị. Có một số tài cành. Rồi, số tài cành luôn. Hoành 23. Rồi 23 ha. Đế đẹp ha. Đợi xin. Kiểu tắt máy. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi giao lưu giá 1 triệu. Rồi 1 triệu nhưng quý vị bao ship toàn quốc nhưng quý vị mã số 1 ha. Rồi tin nổi không? Ăn lên. Mã số 2 quý vị ơi. Rồi mã số 2 ha. Số 1 bên đây nè chú ơi. Rồi cho chiều cao luôn Phước ơi. Cũng 1 mét luôn. 1 mét luôn quý vị. Cũng có một số tay cành đó quý vị. Rồi. Cái hoành luôn ha. Bỏ cái nhánh đó ha. Rồi ngay cho cái cậu đó đi ha. 24. Rồi vị trí đó 24 nha quý vị ơi. Rồi đế này cộng này lực cái ha. Bự ha. Nhiều, bự. Mình giao luôn nhiêu đây Phước? Giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 quý vị. Bao ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cho bắt cây luôn. Cây nào cũng được ha. Còn quá xá và xa phôi luôn á quý vị. Không 70. Rồi, cao 70. Rồi, đế ha quý vị. Đế cũng đều quá ha. Đế xè đều. Rồi, hoành 30. Rồi, 30 hoành luôn. Rồi, mình giao lưu phôi mã số 3 này là bao nhiêu em? Giá 1 triệu 4 bao ship. Rồi, 1 triệu 4 bao ship nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi lên mã số 4 luôn. Bị nhiễu âm. Nhiễu âm. Cao 1m25. Rồi cao nhiêu Phước? 1m25. Rồi 1m25. Rồi hoành. Hoành 25. 25. Rồi xây xây luôn. Rồi mình giao luôn như em. Giao luôn 1.350.000. 1.350.000. Rồi. Rồi xuống cây. Alo. Mã số 5 nha quý vị. Rồi cho tay cành luôn, yêu lòng cho chiều cao luôn. Chiều cao 1m10. Rồi 1m10 ha. Ở trên có số tay cành đó quý vị xem kỹ ha. Thôi thì mình đi đặt xa xa cho quý vị xem tay cành ha. Cái đó mình sẽ kéo xuống coi cái hoành nhà đế nha quý vị. Hoành 29 yếu, tinh thành 8. Rồi ha, rồi. Để đây quý vị ơi. Đây cũng đủ, hàng đó cũng có cộng đủ ha. Cũng đủ. Rồi, này giao luôn nhiêu đây em? Giá 1 triệu 4 em bao ship. Rồi, 1 triệu 4 bao ship toàn quốc quý vị ơi. Mã số 5 nha. Rồi, mình lên mã số 6 luôn. Để đó hồi mình dọn ship sau Phước. Mã số 6.
cao 1m04. Rồi 1m04, rồi xây xây luôn ha, cho quý vị sẽ thấy cái tổng thể của dáng nó đâu quý vị. À. Rồi góc nó đây ha, góc đây có con số nhánh nào đó chủ nhà trước chắc chặt nè ha. Chặt. Về mình chỉ đục lại, đục cái té keo lại ha. Keo lại. Rồi lật thước ra. Hoành 34 yếu tính 33. Rồi chính xác ha. Đế nôm. Đế nôm ha, một củ luôn. Chỗ cái vị trí này quý vị đục trét keo lại thì cây mình sẽ lành đẹp lại ha. Cái này đục được mà. Ừ, có cái nhánh mà. Đã khước thì làm chưa có kịp nhưng quý vị. Đó. Đế thì đẹp đế đó ha. Rồi cái này vô luôn vô đây em. 1.6 bao ship. Rồi 1.6 bao ship quý vị. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi, cây tiếp theo. Mã số 7 ha. Rồi mã số 7. Đánh số vô như 86. Rồi cao 86, ba thân ha. Ba thân. Rồi, tam tài. Tam tài. Đó. Rồi. Đấy cái hoành luôn. Rồi, để cũng đẹp nè quý vị. Rồi lật ra. Hoành 34 yếu tính 33. Rồi chính xác ha. Rồi để đẹp luôn nè quý vị. Cái điều đẹp nôm. Xe nôm đẹp ha. Nôm đẹp. À, cái này giao luôn nhiêu đây em? Cái này em giao luôn 1.500.000. Rồi 1.500.000 nha quý vị, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7 rồi ha. Rồi mình lên cây số 8 luôn. Rồi mã số 8 rồi quý vị. Rồi. Một mét. Rồi cao đúng 1 mét luôn quý vị ơi. Đó ha. Rồi số tay cành nè quý vị. Số tay cành. Rồi hoành luôn ha. Quay nắng quá xa nắng. Hoành 28. Vậy. Rồi 28. Nắng căng tràn luôn ha. Rồi. Để trải cũng đều luôn ha. Để đều. Rồi cái này giao luôn như đây em. Em giao luôn 1.400.000. Rồi 1.400.000 ha, bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi xuống cái mã số 8. Rồi mình lên cây số 9 luôn. Rồi mã số 9 này quý vị ơi. 1m02. Rồi 1m02 ha. Rồi xây xây luôn quý vị. Đó, trên tay cành ha. Để nôm. Hoành 32. 32 ha, đúng luôn ha. Rồi, xen vòng luôn. Đó, để cộng to to ha quý vị. Trải đều ha. Cái này giao luôn nhiêu đây em? Em giao luôn 1.500.000 bao ship. Rồi, 1.500.000 bao ship quý vị ơi. Hôm nay mình thấy lô này đế cũng đều đều đẹp không ha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo của mình. Rồi, số 10. Rồi mã số 10 quý vị ơi. Cao 1m09. Rồi 1m09 ha. Có một số tay cành. Đó, tay cành về quý vị ghép vô ha. Hoành 25. Rồi để đây quý vị, để cũng lật kia ha. À, trải cũng đều nè. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây Phước? Giao lưu giá 1.300.000. Rồi 1.300.000 bao ship toàn quốc quý vị ơi. Số 10 nha. Rồi lên 11 luôn. Rồi 11 đây ha. Cao 1m34. Rồi 1m34 nha quý vị. À, tay cành cũng khá đều đây ha. Hoành 27. Rồi 27 hoành. Rồi đế này quý vị. Đế cũng xè đều ha. À, cái này giao lưu nhiêu Phước? Giá 1.400.000 bao rồi, ship. Rồi 1.400.000 bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo của mình 12 không? 12. 12 quý vị ơi. Rồi cao. Cao 1m35. Rồi 1m35 chiều cao nha quý vị.
con số tay cành. Rồi. Số tay cành chia cũng đều ha. Trên dưới rải cũng đều nè. Ở đây có cái nhánh hồi đo mị trên đây đi. Rồi thì đo hai vị trí cũng được, đo trên đó rồi đo dưới cái nhánh cũng được. Rồi dưới đó tham khảo nha quý vị. Còn đo trên nè là 27 ha. 27. Còn đo dưới cái nhánh thì chắc ba mấy à. Ba mấy. À 34 ha. Rồi để đây quý vị ơi. Đó, để trải cũng đều luôn. À cái này giao lưu như phước. Cái này em giao lưu giá 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo của mình là 13 ở sau lưng. Dạ. Số 13. Rồi 1m36 không quý vị, mã số 13 nha. Mày cũng còn số thân tại cạnh ha, cứ cắt cũng chừa cho quý vị ha, về quý vị thích tự sửa lại ha. Phước chỉ cắt sơ sơ thôi ha, còn này mình chắc cũng đo hai vị trí hay sao em? Thôi đo đo một vị trí đó thôi không? Ừ, rồi vị trí đây. Rồi 32 ha. 32. Thôi đo nhánh. Đo thử trên nhánh không? Rồi nãy đo dưới nhánh nha quý vị, còn đo trên nhánh nha. Đó đây tới 25 ha. Rồi. Rồi mình xe dòng cái bộ rễ nè. Rễ trải cũng đều quá ha. Rồi cái này giao luôn như phước. Em giao luôn giá 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nha. Rồi, xuống cây. Mã số 13 đó nha quý vị. Rồi, lên cây 14 luôn. Rồi mã số 14 ha, có cái dáng lắc nhẹ ha. Mét rưỡi. Giống như cái bụng vậy ha. Rồi mét rưỡi nha quý vị. Lắc nhẹ. Đó. Tay cành ở trên đây thì cũng đặc quá ha nè. Đây là 32. Rồi 32 hoàn ha, đo cao lên đó luôn á. Lên đó luôn 32. Rồi, giờ để được cái gì? Đều. Để trải cũng đều luôn ha. Lô này mình thấy lô túi quý này rễ trải đều ha. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu giá 1,6 triệu. Rồi 1,6 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn ha. Rồi mã số tiếp theo của mình là 15 ha. Rồi lên cây luôn. Rồi mã số 15 đây quý vị ơi. Rồi mã số 15. Một mét 29. Rồi 1m29 quý vị. Đó. Con số tay cành ha quý vị ở trên ha. Rồi ở dưới đây cũng có luôn ha. Rồi. Rồi mình đo cao cho nó luôn. Là 29 ha. Rồi để đây quý vị. Cao đi. Đó. Rồi để cũng trải đều luôn ha. Rồi cái này giao luôn như phước. Em giao luôn giá 1,6 triệu. Rồi 1,6 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo của mình là mã số 10 mấy đây. 16 quý vị ơi. Rồi mã số 16 nha. Có gì? 1m24. Rồi, cao 1m24 nha quý vị. Đây tay cành nè, tay cành bự chi cũng đều nè ha. Cành to không ha. Rồi lật mặt thước kia. Rồi 26 ha, 27 yếu ha. 27 yếu tới 26. Rồi. Để xè đều luôn ha. Để nôm xè. Nôm luôn. Rồi, giao luôn như đây em. Giá 1,5 triệu em bao ship. Rồi, 1,5 triệu bao ship quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào alo liền cho Phước nha quý vị. Rồi, số điện thoại Phước mình để trên tiêu đề đó quý vị. Rồi, mình lên cây 17 luôn. Rồi, mã số 17. Cao 1,5 m. Rồi, 1,5 m chiều cao nha quý vị. Cái mã số 17. Trên thôi có số tay cành nè. Rồi hoành của mình là 29 ha, 30 yếu ha, đo cao trên đó nha quý vị. Rồi
xen vòng bộ để quý vị để cũng đều quý vị ơi ha. Điều giáp đôi, vòng ở trên có đủ vòng. Ha đặc biệt là cái mặt men đây ha, men đây dữ ha. Rồi cây này giao lưu như đây em, cây này giao lưu giá 1.600.000, rồi 1.600.000 nhưng quý vị bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi xuống cây lô này tứ quý thấy đẹp quá quý vị, để đi ha, để điều hết trơn à. Rồi mã số 18 ha. 18. Rồi cao mấy 6 quý vị ơi, tay cành đều luôn. Đó, tay cành trên đều rác hết luôn ha. Cũng to luôn nè. Đó, cao từ đỉnh xuống cho quý vị. Cái này thoát thân 56. Rồi, thoát thân 56 ha, tay cành đẹp luôn. Rồi, để nôm. Để nôm, tải đều luôn ha. Rồi, cho cái hoành luôn em. Tay cành đều, đế nôm chạy đều luôn quý vị. 28. 58 ha. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Đó cao trên đó ha. Giá 1.700.000 em tức. Rồi, 1.700.000 quý vị, đế nôm đều ha. Tay cành trên cũng đều luôn. 1.700.000 cũng xứng tầm với cây ha quý vị. Rồi, mã số 19 này quý vị ơi. Rồi, mã số 19 ha. Đây. 1.6 luôn. Rồi mã số 19, rồi cao 1.6. Rồi tay cạnh trên nè quý vị. À, cũng đặc rạc hết trơn ha. Thoát thân khoảng nhiêu em? Thoát thân 55. Rồi, thoát thân 55 ha, hoành luôn. Hoành 27 yếu tính 26. Rồi. Rồi để đây. Để nôm điều ta. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Bao ship. Rồi, xuống cây luôn. Còn đó không em? Còn đó. Rồi, còn cây đó hả? Rồi, tiến tới đây quý vị ơi, còn một cây để lẻ loi đây. Nãy, mình tưởng đâu cây 19 là hết, đang còn cây 20 đây quý vị. Rồi, cây 20 này là khá bự ha. Đây. Tam tài. Tam tài. Có nhánh bay luôn. Cao 1.5m. Rồi, 1.5m bay ra. Nhánh bay chắc cũng khoảng 1.5m không? Bay ra 1.2m. Rồi, bay ra 1.2m. Đó quý vị, tổng thể cây ha. Hoành 37. Rồi, vô xác nhận coi. Rồi, 37 ha, chính xác chưa quý vị? Rồi xem dòng đế em ơi. Đó đế quý vị. Đó, trại cũng đều nè. À, có cái dáng cũng hay luôn. Đó. Rồi cây này em giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu giá 2.700.000. Rồi 2.700.000 bao ship toàn quốc cho quý vị ha. Rồi xuống cây luôn. Mã số 20 nha quý vị. Rồi còn nữa không em? Còn. Rồi. Mình còn nữa quý vị ơi. Rồi trong đây là quý vị ơi. Mời quý vị mình theo ha. À, bây giờ tới giấy Mỹ quý vị ơi, mã số 21. Rồi cho chiều cao luôn. Cao 1.30m. Rồi 1.30m chiều cao. Hoành tổng thể. Hoành tổng thể có lộng thước không? Lật 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 đầu kia ha, lật mặt kia. Lộng mặt quý vị ơi, làm lại. 64. Rồi 64 ha. Rồi xem vòng cái mình báo có giá luôn. Đó quý vị. Rồi, cái này giao luôn nha em. 1.900.000 bao ship toàn quốc. Rồi 1.900.000 bao ship toàn quốc quý vị luôn. Rồi xuống cây mã số 21. Rồi mã số 22. Cũng là bông giấy Mỹ luôn. Khá là bự. Rồi, nhiêu đây? Cao nhiêu đây? Cao 1.07m. Rồi, 1.07m. À, quý vị. Giấy Mỹ luôn nha quý vị. Rồi, mình cho cái hoành luôn. Cho hoành tổng luôn đi. Hoành tổng thể đi. Ở đâu bự nhất thì đo. Đo tổng nha quý vị.
Con nào đây? Ở vị trí này. 65. Rồi, 65. Rồi, cái mã số này 22 nha quý vị. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi, con với Mỹ mã số 22. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, còn nữa không em? Còn, ba cây mây dạ. Ba này nữa phải không? Dạ. Rồi, này là mã số 23. Rồi, phôi mây vàng. Rồi, mình cho chiều cao luôn ha. Chiều cao tới mặt bầu là 70. Rồi, 70. Phôi này, phôi mây dảo ha em? Mây dảo. Phôi mây dảo nha quý vị. Rồi, đó, đó, vị trí này là 50 mấy đây? 51. 51 đo vị trí đó nha quý vị. Ừ. Khi đo trịch lên thì không không tới mà đo xe xuống thì hơn ha. Đây là 40. Đo cao trên đó 40, còn nó đo cái cũ thì nó nở rồi. Cái hoành thì do cái vị trí mình đo thôi nhưng mà quý vị. Nó sự chênh lệch phân hay phân là do cái vị trí mình đặt thước thôi, không có thành vấn đề ha. Đây, tổng thể dáng nó đây quý vị. Đây cũng đều ha, một phôi mai dảo. Bao bông 82 không em? Bao bông. Rồi, bao bông 82 nha quý vị. Rồi, cây nền giao luôn nhiêu đây em? Rồi, giá 5 triệu mốt. Rồi, 5 triệu mốt nha quý vị, là bao ship ha. Luôn. Toàn quốc cho quý vị ha. Rồi, mã số 24 rồi là cây một phôi nữa, phôi cũng này cũng bự quý vị ơi. Cao là 78. Rồi, cao 78 ha, cây rất là mạnh khỏe ha. Đây khoan Phước. Né né qua đây. Rồi, giật thành 3 cấp nha quý vị. 1, 2, 3 ha. Đó, về này phôi mình mai vàng thường ha. Về quý vị về ghép ha. À, để nguyên thủy thì tùy. Mai vàng 6 tới 12 cánh. Tức. Này hả? Ừ. 6 12 cánh. À. Rồi, cái hoành. Đó, vị trí đó là 55 ha. Vị trí trên đây 55. Rồi. Nở rất là bự ha. Để tổng thể rễ quý vị. Cái này mình định giao lưu nhiêu vậy Phước? Em giao lưu giá 9 triệu mốt bao ship toàn quốc. Rồi, 9 triệu mốt ha quý vị. Mặt bên đây nữa nè. Bên đây là mặt tiền ha. Rồi, 9 triệu mốt bao ship toàn quốc. Rồi, bên kia luôn em. Rồi, mã số 25 ha. 25. Rồi. Dáng bài 1m46. Rồi, cây dáng bài. Đây bài ra thì là 1m46 quý vị. Hoành 52. Rồi, 52 hoành ha. Rồi, mình đi vòng mũ rễ nè quý vị. À, rễ trải cũng đều ha quý vị, không có thiếu ha. Rồi, tổng thể cái dáng cái mặt bên đây quý vị. Cái này giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu giá 6 triệu bao ship luôn. 6 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, hết chưa em? Còn cái phôi này cuối cùng luôn. Cái phôi cuối cùng luôn hả? Rồi, kéo ra ngoài sân luôn. Để dưới luôn hả? Để dưới luôn. Hai giờ mấy cây này để dưới thì để dưới luôn. Cao 1m6. Khoan đợi anh xíu. Rồi khoảng 1m6 chiều cao nhưng quý vị, dáng hơi lắc nhẹ ha. À, tổng thể dáng hơi lắc nhẹ đâu quý vị. Còn, tay cạnh ở trên đây quý vị. À, cũng quá sát tay cạnh trên ha. Hoành 37. Rồi, 37 hoành ha. Rồi, đế nó là niên vọng quý vị. Cái này giao luôn như đây em? Giá 1,7 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,7 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị luôn ha. Hết chưa em? Dạ hết rồi anh Tức. Vậy là cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho Phước nha quý vị. Rồi, số điện thoại của Phước mình để trên tiêu đề đó quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.